Halloween vui vẻ, Yami, đây chính là nó, đối với một số gia đình, ngày lễ lớn nhất của họ sẽ là Giáng sinh hoặc lễ tạ ơn. Nhưng đối với chúng tôi, đó là ngày cuối cùng của tháng 10. Halloween, hôm nay là một ngày trọng đại đối với cháu gái tôi, Yami. Cô ấy sẽ được trải nghiệm trò lừa hoặc đại ngộ đầu tiên của mình. Trong 4 năm qua của cuộc đời cô ấy, chúng tôi đã lấp đầy cô ấy bằng những câu chuyện về Halloween trò lừa hoặc điều trị, trang phục và những thứ tương tự. Là một đứa trẻ lớn lên với cha mẹ và cô dì là những người hâm mộ lớn của Halloween và trò lừa hoặc đãi, bạn chắc chắn rằng tất cả những gì cô ấy muốn là lớn lên đủ lớn để mặc trang phục của mình ra ngoài và gõ cửa nhà mọi người và xin một ít. Cục kẹo, nhưng một điều nữa khiến lần đầu tiên của cô ấy trở nên đặc biệt hơn cả là ngoài số kẹo mà những người hàng xóm của chúng tôi sẽ đưa cho cô ấy đây cũng là lần đầu tiên cô ấy có thể bước ra ngoài thế giới lần đầu tiên bước ra khỏi cửa chính của chúng tôi và xem thế giới này có gì ồ tôi đã đề cập rằng chúng ta là một gia đình phù thủy rất tiếc tệ hại của tôi câu chuyện có vẻ quen thuộc phải không một gia đình chỉ có thể xuất hiện trong mùa ma quái một cái lò có cô gái nhỏ ngọt ngào này cô gái nhỏ ngọt ngào đó được giới thiệu khi cô ấy chuẩn bị tiếp nhận di sản của gia đình Cô gái nhỏ sẽ cứu gia đình mình sau khi chiến đấu với những những con quái vật đã đe dọa gia đình cô ấy, bla bla bla. Chúng tôi không như vậy. Không hoàn toàn, vâng, chúng ta là một gia đình. Có tôi, Miyuki, em gái tôi, Samida, em gái khác của tôi, Iyanami, chồng cô ấy, Iyanagi và cháu gái tôi, Yami. Tất cả chúng ta đều là phù thủy. Gần như bình thường, trừ những ngày thứ tư chúng tôi đen đuổi. Và chúng tôi thực hiện các phép thuật. Sinh nhật lần thứ tư của một phù thủy đánh dấu sự thức tỉnh của sức mạnh và sự bảo vệ của cô ấy. Vì vậy, lời giải thích tại sao Yami sẽ bước ra thế giới tối nay. Và đúng như vậy, sinh nhật của tất cả các phù thủy trên thế giới đều rơi vào ngày 31 tháng 10. Sẽ không có gì thay đổi nhiều khi Yami đi chơi tối nay cô ấy sẽ chỉ có thể cùng chúng tôi làm phép vào thứ tư và cô ấy có thể tự bảo vệ mình và tất nhiên cô ấy sẽ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài là như thế nào thêm vào đó là những viên kẹo samida và tôi sẽ đi cùng yami khi cô ấy đi dạo quanh khu phố hãy lấy kẹo cho chúng tôi và giới thiệu một chút về những người sống xung quanh chúng tôi cho yami trang phục của chúng tôi cho đêm nay đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng tôi là một con mèo Samida sẽ là một cô y tá đỉ, và Yami sẽ là một thiên thần. Cũng như cô ấy, 5 giờ 30 phút chiều và tất cả chúng tôi đều mặc quần áo và sẵn sàng để đi ra ngoài. Tất nhiên, đó sẽ không phải là một lễ kỷ niệm sinh nhật nếu không có sự tham gia của những bức ảnh. Cha mẹ của Yami đã làm được điều đó. Mọi góc độ, mọi in của Yami đều được ghi lại đầy đủ trên máy ảnh và sẽ được in ra và sớm có trong album ảnh gia đình. Yami biết về xuất thân của mình. Cô ấy biết mình là một phù thủy nhưng cô ấy không thể quan tâm hơn. Tất cả những gì cô ấy muốn là có những viên kẹo đó cho riêng mình. Ba người chúng tôi bước ra khỏi cửa lúc 6 giờ tối và là những người kỳ cựu trong kịch bản lừa hoặc xử lý này. Cả tôi và Samida đều biết ai là người cho ra loại kẹo ngon nhất trong khu phố này. Đầu tiên chúng tôi đi về phía Jones. Họ đưa ra những chiếc bánh quy sô-cô-la ngon nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Cũng nắm lấy thời gian này để giới thiệu Yami với họ. Họ cũng có cậu bé 5 tuổi này, Ben. Kế hoạch đã được vạch ra cho các sân chơi mà họ sẽ có và cơ hội trông trẻ cho Yami. Cốt cho cô ấy. Tôi nghĩ, tiếp theo, chúng tôi đến nhà của những con kẹo cao su. Cặp đôi Gumi họ chỉ mới chuyển đến đây vài năm trước để bắt đầu một gia đình của riêng mình nhưng có thể họ đang dành thời gian của mình hoặc chỉ tận hưởng cuộc sống không con cái trong khi họ có thể cả đêm lê lết thế này gõ cửa ăn kẹo nói nhỏ rồi tạm biệt khi chúng tôi đi dạo quanh khu phố của mình một gia đình mới chuyển đến tất nhiên điều đó thật bất ngờ vì còn ai quyết định chuyển đến vào ban đêm và chúng tôi không biết về nó tất nhiên là một gia đình toàn con gái Hãy thêm một chút gia vị vì chúng tôi là phù thủy, chúng tôi không thể kiềm chế bản thân mình ngoài việc tìm hiểu sự bổ sung mới cho thị trấn nhỏ của chúng tôi. Ngôi nhà là một ngôi nhà gỗ điển hình, một cái gì đó bình thường trong khu phố của chúng tôi. Gia đình gồm ba cô gái, gần bằng tuổi Samida và tôi, khoảng cuối 20 tuổi và hãy chờ đợi. Họ có giống chúng ta không? Khi chúng tôi bước lại gần, họ gọi tên chúng tôi. Thôi những người này là ai vậy? Tóc vàng, thân hình mảnh khảnh, bước đi như thể tất cả đều biết mình đang làm gì. Khẳng định, đó là anh em họ của chúng tôi. Tammy, Pammy và Sammy. Tất cả đều giống nhau. Giống hệt nhau gần như, sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi vì họ đã cười trước khi nói với chúng tôi rằng họ đang làm gì ở đây trong thị trấn của chúng tôi. Yami tình cờ nói với chúng tôi rằng thị trấn của họ đã bị phá hoại bởi một cô vần khác. Cô ấy nói như thể đó không phải là điều gì đáng lo ngại và như thể đó là một việc bình thường. Họ nói rằng họ sẽ đến thăm vào cuối đêm nay sau khi họ đã ổn định. Họ thừa nhận Yami và ba cặp kẹo xuất hiện một cách kỳ diệu trên tay họ và họ đưa nó cho cô ấy. Yami chấp nhận nó, trừ đi sự hoang mang khi Samit. Happy Halloween, Yami. This is it for some families. Their biggest holiday would be Christmas or Thanksgiving. But for us, it is the last day of October. Halloween, today is a big day for my niece, Yami. She will be experiencing her first ever trick or treat. Over the last four years of her life, we have filled her with stories about Halloween, trick or treat, costumes, and the like. As a child who grew up with parents and aunts who were big fans of Halloween and trick or treat, you sure bet that all she ever wanted was to grow big enough to wear her costumes outside and knock at people's doors and ask for some candy. But another thing that makes her first time even more special is the fact that more than the candies that our neighbors would hand out to her, this would also be the first time that she will be able to go out into the world. First time to step out of our front door and see what this world has to offer. Oh, did I mention that we are a family of witches? Oops, my bad, the story seems familiar, right? A family that could only come out during the spooky season, a coven that has this sweet little girl. That sweet little girl being introduced as she prepares to take on the family legacy the little girl that would save her family after fighting those monsters that threatened her family, blah blah blah. We are not like that. Not entirely, yes, we are a family. There's me, Miyuki, my sister Shamaida, my other sister, Izanami, her husband, Izanagi, and my niece, Yami. All of us are witches. Almost normal, except on Wednesdays, we were black, and we perform spells. A witch's fourth birthday marks the awakening of her powers and protection. Thus, the explanation on why Yami would be stepping out into the world tonight. And yes, every birthday of all the witches in the world falls on October 31st. Nothing much would be changed when Yami goes out tonight. She would just be able to join us do spells on Wednesdays and she gets to protect herself on her own and of course, she would be able to see what the outside world is all about. Plus the candies, Shamida and I will accompany Yami as she strolls around the neighborhood, get to have some candies for us and a little introduction of the people who live around us for Yami. Our costumes for tonight are all well thought of. I'd be a cat, Shemida would be the slutty nurse, and Yami would be an angel, just as she is. 5:30 in the afternoon and we are all dressed up and ready to go out. Of course, it wouldn't be a birthday celebration without the involved. Happy Halloween, Yami. This is it. For some families, their biggest holiday would be Christmas or Thanksgiving, but for us, it is the last day of October. Halloween. Today is a big day for my niece, Yami. She will be experiencing her first ever trick or treat. Over the last four years of her life, we have filled her with stories about Halloween, trick or treat, costumes, and the like. As a child who grew up with parents and aunts who were big fans of Halloween and trick or treat, you sure bet that all she ever wanted was to grow big enough to wear her costumes outside and knock at people's doors and ask for some candy. But another thing that makes her first time even more special is the fact that more than the candies that our neighbors would hand out to her, this would also be the first time that she will be able to go out into the world. First time to step out of our front door and see what this world has to offer. Oh, did I mention that we are a family of witches? Oops, my bad, the story seems familiar, right? A family that could only come out during the spooky season, a coven that has this sweet little girl. That sweet little girl being introduced as she prepares to take on the family legacy, the little girl that would save her family after fighting those monsters that threatened her family, blah blah blah. We are not like that. Not entirely, yes, we are a family. There's me, Miyuki, my sister Shamaida, my other sister, Izanami, her husband, Izanaji, and my niece, Yami. All of us are witches. Almost normal, except on Wednesdays, we were black, and we perform spells. A witch's fourth birthday marks the awakening of her powers and protection. Thus, the explanation on why Yami would be stepping out into the world tonight. And yes, every birthday of all the witches in the world falls on October 31st. Nothing much would be changed when Yami goes out tonight. She would just be able to join us do spells on Wednesdays and she gets to protect herself on her own and of course, she would be able to see what the outside world is all about. Plus the candies, Shamida and I will accompany Yami as she strolls around the neighborhood, get to have some candies for us and a little introduction of the people who live around us for Yami. Our costumes for tonight are all well thought of. I'd be a cat, Shamida would be the slutty nurse, and Yami would be an angel just as she is 5:30 in the afternoon and we are all dressed up and ready to go out of course it wouldn't be a birthday celebration without the invite